Tuần này chúng ta đến với các nội dung sau: bài thể dục ôn lại các động tác đã học, học mới động tác điều hòa, nội dung thứ hai nội dung bật nhảy, và nội dung thứ ba nội dung chạy bền. Phần thứ nhất, phần khởi động. Các em quan sát đoạn video clip sau và thực hiện khởi động tại nhà. Các bài tập khởi động. Trước tiên là bài tập khởi động. Động cổ. Hai tay chân động vai. Hai tay không. Loa nhất chỉ vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thứ hai. Cổ tay hay cổ chân. Hai tay đan nhau. Trái trước, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân vào tay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bả vai. Chân xoay từ ngoài trong như hai tay ngang nữa. Ngang nào bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lại 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi, cả tay, ngoài trong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lại 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đùi, trái lên cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân. Cái này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đùi lại. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? 2, đúng không? Cái chân trái qua phải bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đưa lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 2, đưa vai, 2 tay chống 4, đúng không? Đưa lại chống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đưa lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ép dẻo. Chân trái bắt chân ngang. 2, 4, ép từ dưới ra sâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi hết. 3, 2, ép xuống rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ép dọc. Chân trái bước trước. Hai tay trong gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi chân. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Ngày hôm nay bài thể dục chúng ta sẽ ôn lại 8 động tác đã học và học mới động tác điều hòa. Vì nước chi kia.
Với nội dung bật nhảy ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập một số động tác phát triển sức nhanh và mạnh của đôi chân. Các em cùng quan sát đoạn video clip sau. Đá lăng ngang và đá lăng trước sau. Các em thực hiện động tác đá lăng trước. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5 Đổi chân. 1 2 3 4 5 Chuyển đá lăng ngang. 1 2 3 4 5 Đổi chân. 1 2 3 4 5 Đá lăng phía sau. 1 2 3 1
Các em thực hiện kỹ thuật đà một bước dẫm nhảy đá lăng trước. Chú ý, thực hiện các giai đoạn kỹ thuật với tốc độ chậm rồi tăng dần sau mỗi lần tập. Mỗi tiết, các em tập luyện cho thầy 8 đến 10 lần. Nếu các em có không gian rộng ở trong nhà thì có thể thực hiện kỹ thuật đà 3 bước dậm nhảy đá lăng. Chú ý, các em cũng thực hiện với tốc độ tăng dần. Mỗi tiết thực hiện 5 đến 7 lần. Phần cuối cùng, phần luyện tập. Trong bài học ngày hôm nay yêu cầu học sinh thực hiện các bài tập thể lực tại nhà theo đoạn video clip hướng dẫn sau đây. Các em cố gắng thực hiện. Welcome to the battle. 5, 4, 3, 2, 1, go. Three, two, one, go!